Dạ, dạ 2 năm rồi ạ. Không, à, dạ 1 năm rưỡi ạ. Chưa được 5 rưỡi. Đó là người Việt hay người Anh? Dạ. Dạ người Lào ạ. Bây giờ trong này là Triều Tổ Miếu. Ở trong này là nơi thờ chính chúa Triều Nguyễn. Thì vì trong này là nơi thờ nên là hàng chỉ khách du lịch, à xin lỗi, hướng dẫn viên nói to ở trong này và linh thiêng. Nên lạc nữa tới các địa điểm sau thì con sẽ giải thích cách thờ cũng ở Huế sau. Bây giờ mình có vào thì mình vào xem con được đưa ở đây ha. Dạ, mình vào trong này xem khu vực thờ ở trong này. Và trong này không được quay phim chụp hình giúp con ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Ở dưới đây có thành đâu? Dạ thành chủ kia. Nhưng mà sao nó không có cái ngăn bằng sông, con sông bên ngoài à? À ngoài chủ đi đá là chủ thể sống ngoài ạ. À thế à? Cái hào ở ngoài ạ. Hào ngoài luôn. Dạ. Thế luôn hả? Ờ bỏ thế chứ, đây là chỗ mà gần vua nhất mà sao lại không có... Sao lại không có... Đó, chủ đi đá là chủ sẽ thải tương hào báo quấn hết à, luôn cả khu vực hoang thành này luôn. 2.5 cây số mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ê. Còn bên này là... chỗ người ta bán hàng lưu niệm thôi. Here the place where they sell the souvenirs. Yeah, like a... Rồi mình đi ra khỏi đây là mình ra khỏi. Cô bạc nhà nước ngày xưa được. Dạ, mình gọi chữ phụ nồi vui nghe cho nó sáng trọng ha. Rồi ngày mai mà mình còn ai có thời gian ấy thì mình cần cái này mình đi ra tầm khoảng 500 mét nữa là mình tới một cái chỗ người ta gọi là bảo tàng cổ vật, nơi trưng bày một số cái đồ đá cũng như là cả cái vật dụng của vua và của gia đình hoàng gia thời xưa. Thì mình có thời gian qua đó, mình chỉ cần gọi là đưa cái ảnh mình đã tham quan đại nội là người ta cho vào miễn phí. Dạ, phụ nội vụ vào trong này. À đây hào này đúng không? Đúng rồi, hào đây. Rồi bây giờ mình ra ha. Xin chào cả nhà. Xây xương lĩnh mà hào đào máu dân. Cái mà thanh xây xương lĩnh hào đào máu dân, cái đó là phải lên lắng từ Đức lận ạ. Lắng từ Đức người ta có một câu là vàng niên nào thanh xây xương lĩnh hào đào máu dân. Dạ. Tại vì lúc xưa cái cống trên lăng từ Đức có tên là vàng niên cơ. Và xây cái lăng từ Đức rất là vất vả. Nên người đời sau người ta có cái câu oán thẳng như vậy rồi.